Lão hóa là một nỗi lo mà bất cứ chị em phụ nữ nào cũng đều lo lắng và tìm đủ mọi cách để điều trị. Theo thời gian, làn da của chúng ta sẽ bị lão hóa, những nếp nhăn, nét chân chim sẽ hiện lên trên khuôn mặt. Chính vì sự thẩm mỹ xuống cấp của làn da nên những sản phẩm kem chống lão hóa, trị nám tàn nhang đã được ra đời. Và một sản phẩm đang hot trên thị trường hiện nay, được nhiều người truyền tay nhau sử dụng đó là kem trị nám Crystal White 5 in 1 với nhiều công dụng tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá về dòng sản phẩm kem dưỡng này có gì thu hút đến vậy nhé. Thành phần của kem trị nám Crystal White 5 in 1. Đầu tiên, để biết một sản phẩm có an toàn và hiệu quả hay không, thì chúng ta rất cần tìm hiểu về thành phần, những tinh chất mà sản phẩm cấu tạo nên. Với việc sản xuất từ những dưỡng chất làm từ thiên nhiên như Biol Ascorbic Acid, chất sinh hóa lợi chất vitamin C giúp dưỡng da, hồi phục và làm sáng da hiệu quả. Tinh chất còn có khả năng giảm lượng sắc tố cho da, giúp da được trắng hồng hơn. Arbutin Biontiagent, chiết xuất từ thực vật thiên nhiên, là dưỡng chất làm trắng da hiệu quả, được sử dụng trong nhiều sản phẩm dưỡng trắng, giảm nám hiện nay. Công dụng của kem trị nám. Với cái tên White 5 in 1, chúng ta cũng phần nào đã hình dung được công dụng của sản phẩm này. Với công dụng dưỡng trắng hiệu quả 5 trong 1 phải kể đến như dưỡng da trắng miệng hiệu quả, làm giảm nám, khử nám trên làn da hiệu quả, tăng khả năng chống nắng tốt, điều trị mụn và xóa những dấu vết thâm do mụn gây ra hiệu quả, chống quá trình lão hóa, nhăn da mặt do những sắc tố đen trong cơ thể gây ra. Cách sử dụng sản phẩm kem trị nám Crystal White 5 in 1 cũng rất đơn giản, giống như những sản phẩm kem dưỡng khác. Chị em có thể thực hiện qua các bước như sau. Tiến hành rửa sạch da mặt. Sau đó thoa một lớp kem đều khắp mặt với lượng vừa đủ. Dùng tay massage da mặt và đi ngủ. Lưu ý, mỗi ngày thực hiện 2 lần vào sáng sạch tối trước khi đi ra ngoài và đi ngủ. Hãy sử dụng thường xuyên và thấy sự thay đổi của làn da theo từng ngày. Trên đây là những thông tin về sản phẩm kem trị nám Crystal White 5 in 1 với những công dụng hiệu quả mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn. Nếu bạn cũng đang tìm cho mình một sản phẩm trị nám hiệu quả thì kem trị nám Crystal White 5 in 1 là một cái tên mà bạn không thể nào bỏ qua.